Sáng ngày 14 tháng 12, ban tổ chức Premier League đã đồng ý quản trận đấu giữa Benford và Manchester United ở dòng 17 Premier League theo hướng dẫn của các cố vấn y tế. MU gửi thông điệp đến các cổ động viên như sau: Do việc hủy buổi tập khiến đội hình bị xáo trộn, quan trọng hơn là để đảm bảo sức khỏe cho các cầu thủ và nhân viên. Chúng tôi đã yêu cầu ban tổ chức Premier League xếp lại lịch thi đấu Manchester United rất tiếc vì sự cố gây ảnh hưởng đến Benford và người hâm mộ của hai đội. Trước đó, MU đã phát hiện một số nhân viên nhiễm Covid-19. Ngay sau đó, nửa đỏ hành Manchester đã phải dừng các hoạt động ở trung tâm Carrington vào ngày 13 tháng 12 và gửi đề nghị quản trận gặp Benford lên ban tổ chức ngoại hạng Anh. Quyết định quản chiến hành quân đến Benford đã được dự đoán từ trước bởi thầy trò huấn luyện viên grab Rangnick không có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này. Ban tổ chức sẽ bố trí cho quỹ đỏ đã bù vào khoảng thời gian thích hợp. Benford cũng bày tỏ sự đồng tình với quyết định của Ban tổ chức ngoại hàng Anh. Chúng tôi chúc những người nhiễm bệnh mau chóng bình phục và mong được tiếp đón Man United vào năm mới. Theo báo cáo từ Manchester United, câu lạc bộ này đã cách ly những nhân viên nhiễm Covid-19 đồng thời theo dõi sát sao sức khỏe của Ronaldo và các cầu thủ đội một. Kai Bot đưa tin, Bermilic ban bố trở lại các biện pháp phòng dịch khẩn cấp khi phát hiện 42 ca nhiễm COVID. Sau buổi kiểm tra, được thực hiện từ ngày 6 tháng 12 đến ngày 12 tháng 12 trên 3.805 mẫu thử. Đây là con số cao nhất được ghi nhận kể từ khi ngoại hạng Anh thu thập số liệu hàng tuần từ tháng 5 2020.